Xin chào anh chị, mến chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh của Nguyên Đạt Stock. Thì em cũng rất vui được gặp lại quý anh chị trong cái video của em ngày hôm nay. Thì hôm nay là phiên thứ hai đầu tuần, em cũng xin phép là một cái video ngắn để đánh giá lại trình thị trường chung cũng như là đi qua một số mã cổ phiếu mà các anh chị đang quan tâm. Thì anh chị xem video nếu thấy hay có thể nhấn nút like cũng như là nút đăng ký kênh để ủng hộ em nếu chị chưa đăng ký. Ở bên dưới phần mô tả của mỗi video thì em có để một đường link Zalo cộng đồng. Đây là một room mà nơi các anh chị có thể cùng nhau trao đổi thoải mái về thị trường cũng như là các cái mã cổ phiếu. Còn nếu anh chị nào muốn trở thành khách hàng của em trong room VIP để nhận được những khuyến nghị chuyên sâu hơn về thị trường cũng như là các điểm mua bán cổ phiếu thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại hoặc là Zalo là 038 793 1289 hoặc là anh chị có thể thực hiện theo hai cái bước ở dưới này. Là nếu anh chị nào mà có tài khoản VPS rồi á thì anh chị thực hiện theo trường hợp 2, và nếu anh chị nào chưa có tài khoản VPS thì anh chị thực hiện theo trường hợp 1, và sau đó em sẽ add anh chị vào room VIP ha. Rồi, nếu có bất cứ thắc mắc gì thì anh chị cứ liên hệ với em qua số điện thoại này thì em sẽ hướng dẫn trực tiếp rõ hơn cho các anh chị. Rồi, xin cảm ơn anh chị rất nhiều đã xem cái video của em ngày hôm nay. Thì phần đầu tiên chúng ta cũng phải nhìn sâu qua một chút về thị trường ngày hôm nay. Thì thị trường hôm nay đóng phiên với 1.258,7 điểm, giảm 7,66 điểm tương ứng với 0,6%, với mức thanh khoản là 22.824 tỷ, với 141 mã tăng, 12 mã tăng trần, 41 mã tham chiếu, 278 mã giảm và 3 mã giảm sàn. Trong rổ VIN30 thì có 8 mã tăng, 0 mã tăng trần, 0 mã tham chiếu, 22 mã giảm và 0 mã giảm sàn. Thì hôm nay là cũng là một cái phiên điều chỉnh của thị trường khi mà thị trường nó tiệm cận về cái vùng kháng cự của nó bên trên là cái vùng 1.265 đến cái vùng 1.270. Thì đây cũng không có gì phải quá là bất ngờ khi mà thị trường trong khoảng là một tháng gần đây thì thị trường đã có 10 phiên, có nghĩa là đã có 10 phiên nó tiệm cận về cái vùng này và nó bị đạp xuống. Đây không phải là cái lần đầu tiên mà thị trường nó bị đạp ha. Nó đã trải qua 10 phiên như thế này khi mà tiệm cận về cái vùng này, gọi là cái áp lực bán cũng như là áp lực cung ở bên trên xuống á thì nó rất là lớn. Thì chúng ta cùng nhìn sâu qua một chút về cái biểu đồ 5 phút để chúng ta cùng phân tích rõ hơn là như thế nào. Thì đầu phiên á, ngay từ đầu phiên thì thị trường nó đã mở một cái gap rất lớn. Các anh chị lưu ý này, trong giai đoạn này á, mọi cái gap mà mở ra cái gì ha, mọi cái gap mà mở ra cái gap hưng phấn này, đây là một cái gap hưng phấn từ đầu phiên của thị trường. Và trong giai đoạn này á, mọi cái gap mở ra thì 99% đều bị lấp lại. Các anh chị lưu ý ha, nếu mà anh chị mua đổi vào những cái phiên mà thị trường mở gap á thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Tại vì trong giai đoạn này, tại vì trong một giai đoạn sideways cũng như là không rõ về cung cầu á, thì thị trường mọi cái gap mà thị trường mở ra đều phải lấp lại. Vậy nên nếu mà anh chị nếu mà anh chị mua đổi vào những lúc như thế này này thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Khi mà hàng về thì các anh chị lỗ ngay. Vậy nên các anh chị cũng phải lưu ý, chúng ta chỉ mua mà khi thị trường chỉnh thôi, chứ mà thị trường mà xanh á thì các anh chị cũng không nên mua đuổi trong giai đoạn này. Rồi, thì để mà đánh giá thị trường trong lúc này á thì rất nhiều các anh chị hỏi lại thị trường trong lúc này là liệu có xấu hay chưa em. Thì với quan điểm của em á thì thị trường lúc này nó vẫn chưa xấu. Nó chưa xấu là tại vì sao? Cái nguyên nhân thứ nhất là chúng ta phải xét về xu thế trước đi. Nếu mà nhìn về xu thế trong một giai đoạn vừa rồi á thì thị trường nó vẫn đang nằm trong một cái xu hướng tăng. Đây, sau cái ngày 19 tháng 1 thị trường nó gọi là nó sập một cái phiên rất là mạnh và nó dỗ một giai đoạn như thế này. Nó dỗ một giai đoạn như thế này. Thì thị trường nhìn về tổng quan thì thị trường nó vẫn đang nằm trong một cái xu hướng tăng. Và khi nào mà thị trường nó sập á thì thị trường nó phải có một giai đoạn là chạy nhanh. Chạy nhanh nghĩa là sao? Chạy nhanh có nghĩa là một giai đoạn mà tiền lớn nó vào nó đánh rất là nhiều và nó đẩy giá cổ phiếu cũng như là đẩy thị trường lên, thì lúc đó mới có một giai đoạn là một giai đoạn tạo đỉnh, lúc đó nó mới có thể phân phối được. Chứ trong giai đoạn này á, thị trường nó liên tục và nó gom hàng trong giai đoạn này, nghĩa là các tổ chức, các cá mập lượng tiền á nó vẫn còn đang rất là nhiều trong giai đoạn này. Nếu mà thị trường sập á thì chẳng khác gì gọi là nó lấy cái dao để nó tự cắt tay của nó. Vậy nên các anh chị lưu ý, trong giai đoạn này việc thị trường nó xấu thì với quan điểm của em thì nó vẫn chưa xấu, nhưng mà để thị trường nó có thể bứt lên được trong một giai đoạn sắp tới được hay không thì nó phải cần có những cái phiên rũ cung. Rũ cung là sao? Rũ cung là tại vì khi mà thị trường nó tiệm cận về cái vùng đỉnh cũ của nó thì nó phải gặp một áp lực chốt lời. Tại vì khi mà chúng ta có lãi thì chúng ta chốt lời là một cái chuyện bình thường rồi. Vậy nên các cá mập cũng như là các ông tổ chức thì thường cái gì ha, thường khi mà thị trường nó tiệm cận về những cái vùng như này mà không bứt lên được á thì thị trường nó sẽ có những cái phiên điều chỉnh. Một là thị trường nó sẽ điều chỉnh về cái vùng hỗ trợ bên dưới là khoảng cái vùng 1.200, 1.250.
Còn hai á, là nó sẽ điều chỉnh mạnh hơn, nó sẽ điều chỉnh mạnh hơn trong giai à, trong những giai đoạn sắp tới là nó sẽ điều chỉnh luôn về 1.200, thì rất có thể á, trong những giai trong khoảng một vài phiên sắp tới thì thị trường nó sẽ chỉnh về những cái vùng này và sau đó nó bật tăng lên trở lại. Thì các anh chị lưu ý á, trong giai đoạn này á, về nắm giữ cổ phiếu thì các anh chị cũng nên nắm giữ những cái mã cổ phiếu khỏe. Tại vì sao? Tại vì á, những cái mã cổ phiếu khỏe khi mà thị trường điều chỉnh á, thì nó chỉ là một giai đoạn điều chỉnh tạm thời thôi, chứ cái bản chất của cổ phiếu nó không xấu. Cái gì đấy, thị trường chỉnh á, thì tới 99% các cái mã cổ phiếu nó cũng bị điều chỉnh theo, nhưng mà khi mà thị trường nó ổn định trở lại thì những cái mã cổ phiếu khỏe nó sẽ chạy nhanh nhất. Những cái mã cổ phiếu khỏe nó sẽ chạy nhanh nhất. Vậy nên việc của chúng ta là chọn của những cái mã cổ phiếu khỏe, có nền tảng tốt, có thông tin tốt, có nền tảng kỹ thuật tốt, thì lúc đó chúng ta cứ yên tâm mà chúng ta nắm giữ trong giai đoạn này. Còn trong giai đoạn này á, các anh chị mua thì các anh chị cũng hạn chế margin nha. Trong giai đoạn này việc nắm giữ thì nắm giữ tiền thịt là chính thôi, chứ mà để nắm giữ margin trong giai đoạn này thì nó cũng khá là nguy hiểm ha. Chừng nào mà thị trường nó có một cái phiên bùng nổ theo đà, mà nó có bứt lên một được một một cái cản trên này này, với một phiên bùng nổ theo đà và với một cái khối lượng thanh khoản mà nó bùng nổ cũng như là cái đóng phiên cao nhất ngày, thì lúc đó chúng ta có thể đánh lại margin. Còn trong giai đoạn này á, trong này các anh chị cũng hạn chế đánh margin và giữ cái tỷ lệ tài khoản của chúng ta là từ 0.7 đến 0.8, gọi là cái mức đó là ổn nhất, ổn định nhất các nhỉ ha. Rồi thì đó là một vài quan điểm sơ qua của em về thị trường này thôi. Gọi là về thị trường trong lúc này nó sập hay chưa thì nó cũng, với quan điểm của em thì nó vẫn chưa sập, tại vì thị trường chúng ta thì nó vẫn đang trong một xu hướng tăng như này đó, đang trong một trong xu hướng thì việc thị trường sập thì sẽ khá là khó ha. Rồi và dù thị trường nó có sập hay không á, thì việc quan trọng của chúng ta vẫn là cái chọn cái mã cổ phiếu. Nếu mà thị trường nó tăng mà các chị chọn sai mã thì nó cũng vậy cái gì đâu á, thị trường mà nó tăng cỡ nào nhưng mà các chị chọn sai mã thì các chị vẫn lỗ thôi, các chị vẫn lỗ bình thường, chứ không phải là trong giai đoạn vừa rồi á, em ví dụ như trong một giai đoạn vừa rồi thì các cái mã ngành thép, ngành ngân hàng, ngành chứng khoán á, nó tăng rất là tốt, nhưng mà rất nhiều các chị trong danh mục các chị không có một mã ngân hàng nào, không có cái mã chứng khoán nào, cũng như là không có mã thép nào, thì đó là cũng là do các chị chọn sai mã, trong khi người khác cái danh mục của các chị khác á, lại đến khoảng là 10-20%, thậm chí là nhiều anh chị lại 50% trong danh mục. Nhưng mà nếu anh chị chọn sai mã trong giai đoạn vừa rồi thì nó sẽ rất là nguy hiểm để gọi là đến cái dòng tiền cũng như là cái mức sinh lợi của các chị. Vậy chốt lại câu cuối là việc chúng ta có lãi hay không là tùy thuộc vào các cái mã cổ phiếu. Còn việc thị trường chúng ta phân tích là để chúng ta nhìn về cái bức tranh tổng quan thôi, chứ bản chất của thị trường cũng như là bản chất để gọi là sinh lãi của chúng ta vẫn là mã cổ phiếu anh nha. Rồi em xin nói với một vài ý vậy thôi, thì em hy vọng là các chị có thể nắm bắt được với những cái chia sẻ của em trong những cái phút vừa rồi. Rồi tiếp theo chúng ta cùng nhìn sâu qua một chút về cái nước ngoài, chuyển động của khối ngoại ngày hôm nay. Về khối ngoại với tổng mua là 718 tỷ và tổng bán là 2.194 tỷ, thì có thể nói hôm nay là một phiên bán ròng cực kỳ đậm máu của khối ngoại. Nó bán ròng tới tận là 1.475 tỷ, có nghĩa là gần 1.500 tỷ khối ngoại nó bán ròng trong ngày hôm nay. Thì trong giai đoạn vừa rồi á, thì khối ngoại nó bán ròng khá là nhiều, chứ không phải là cái riêng ngày hôm nay đâu các chị ha. Trong tuần trước thì các ông khối ngoại nó cũng bán ròng khá là nhiều, mặc dù thị trường tăng điểm tuần trước thì thị trường tăng điểm khá là tốt, nhưng mà khối ngoại thì nó vẫn bán thì nó bán thôi. Tập trung về các mã rất mạnh như là VIBank nó liên tục bán ròng, nhưng mà nó chạy thì nó cứ chạy. Vậy nên á, việc khối ngoại nó mua bán ròng như thế nào chỉ là một cái thông tin để các chị tham khảo thêm cái nha, chứ thực chất nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến bản chất thực sự của các cái mã cổ phiếu. Về khối ngoại thì hôm nay khối ngoại bán ròng nhiều như là các mã như là VIBank, Vinamilk, VIX, HBG, CTG, MBBank, Masan, BLX, Gas, STB, HCM, LBBank cũng như là Nam Long, thì tập trung rất là nhiều vào các cái mã ngành ngân hàng như là VIBank này, CTG này, MBBank cũng như là có cái cũng như là Vietcombank này, bất động sản là chúng ta có thằng bất động sản chúng ta có thằng Nam Long thì hôm nay là một cái mẻ bất động sản nó bán ròng khá là nhiều. Thép thì có HBG ha. Rồi về khối chuyển động khối tự doanh thì hôm nay khối tự doanh nó cũng đã bán ròng khá là nhiều, với tổng mua là 238 tỷ và tổng bán là 506 tỷ, và giá trị giao dịch ròng của nó là âm, nó bán ròng là 267 tỷ. Tập trung vào các mã nha, như là HBG, VIX, Techcombank, Vinamilk, MSB, MBBank, FPT, Vinhome, MWG, Masan cũng như là Vietcombank. Về một số mã nằm mà nó mua ròng cũng với khối còn làm với tỷ trọng cũng nhỏ thôi là thằng Gas, SSI, BLX, VIBank, DIG cũng như là CIA. Và đó là cũng là một cái bức tranh tổng quan về khối ngoại cũng như là khối tự doanh ngày hôm nay. Chúng ta cùng nhìn sâu qua một chút vào cái
cái nhóm dẫn dắt thị trường. Và cái nhóm dẫn dắt và chỉ số tăng của thị trường ngày hôm nay là các thành viên hôm Novaland, HBG, SSB, OCB cũng như là FPT. Và cái nhóm dẫn dắt và chỉ số giảm là các thành Vinamilk, Masan, VIX, GVR, Vietcombank và Vietcombank cũng như là GAN. Thì tập trung các cái mã mà tăng điểm cũng như là giảm điểm á, thì tập trung đa phần là các cái mã trong lỗ VIN30 là chính, nghĩa là các cái mã trụ cái gì ha, tăng điểm cũng do trụ nhưng mà giảm điểm cũng do trụ mà ra thôi. Thì cái về cái chỉ số ngành ngày hôm nay thì hôm nay cũng có ngành tăng và cũng có ngành giảm. Các ngành tăng điểm như là bất động sản nè, công nghệ thông tin bán lẻ nè, ngành nguyên vật liệu, và các ngành giảm điểm như là thằng ngành công khu công nghiệp nè, ngành dịch vụ nè, ngành hàng tiêu dùng, ngành năng lượng cũng như là ngành tài chính ngân hàng, thì đã là các mẹ tăng điểm cũng như là giảm điểm trong ngày hôm nay. Về phiên sáng mà khi mà thị trường nó hưng phấn và nó mở một cái gap up thì thị trường nó nghiêng về bên bán, nghĩa là bên nó nghiêng về bên mua, nghĩa là bên màu xanh. Nhưng mà từ khoảng từ 10 giờ sáng trở đi thì thị trường nó gặp một áp lực bán cũng như áp lực điều chỉnh khá là mạnh. Vậy nên vào phiên chiều á, và lúc khoảng là 10 giờ trở đi đến khoảng từ đến phiên chiều luôn, thì thị trường ngày hôm nay nó gặp gọi là nó nghiêng về bên bán và bên bán khá là nhiều, nghĩa là bên màu đỏ nha. Bên xanh là bên mua và bên bán là bên đỏ, bên màu đỏ. Rồi, và cái khó tăng về cái lượng thanh khoản ngày hôm nay thì cái lượng thanh khoản ngày hôm nay cũng duy trì ở một cái mức cũng tương đối cao, là cái mức là khoảng 22.824 tỷ, nghĩa là gần 23.000 tỷ trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay, thì đó cũng là một cái mức thanh khoản cũng khá là tương đối. Cái mức thanh khoản là từ khoảng là 20.000 đến 25.000 tỷ, là cũng là một cái mức thanh khoản cũng trung bình cao trong giai đoạn này. Rồi, thì để hiểu rõ hơn về các cái mã cổ phiếu thì em cũng sẽ phần tiếp theo thì em xin phân tích rõ hơn về các cái mã cổ phiếu, cũng như là nếu cái mã cổ phiếu nào mà nó tốt cũng như là nó có điểm mua thì em sẽ kiến nghị cho các anh chị ha. Rồi, thì trong giai đoạn trước trong giai đoạn là các video khoảng là 1-2 tuần trước thì em đã có kiến nghị cái mã SHB cho các anh chị, thì rất nhiều các anh chị gọi là đã lên tàu của em với cái mã SHB này rồi, thì rất nhiều các anh chị lãi. Nếu anh chị đánh thương xịt thì anh chị có thể đánh thì anh chị có thể lãi với cái mã này là khoảng từ 20 đến 25%. Còn nếu anh chị đánh margin thì cái mã này nếu đánh margin 5 năm thì rất nhiều các anh chị lãi là hơn 50% với mã này ha. Thì em cũng xin chúc mừng các anh chị. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay trong cái room cộng đồng này của em ngày hôm nay với cái mã SHB này thì em cũng đã thông báo là em đã xuống tàu, nghĩa là em đã bán với cái mã SHB này trong cái buổi sáng ngày hôm nay rồi. Em nói này, Đạt đã xuống tàu SHB giá 30%, tàu nào lên được thì Đạt sẽ báo sớm. Rồi, thì có nghĩa là cái mã SHB này ngày hôm nay thì em đã cũng đã chốt rồi ha. Tại vì cái target mà như em cũng đã nói rất nhiều trong video á, thì cái mã SHB này target 30, nghĩa là lên 30 là chốt, không có chần chừ. Rất nhiều các anh chị tham là cứ giữ thêm để gọi là nó giữ thêm để các anh chị có thể kiếm lãi. Nhưng mà với em thì như vậy là quá đủ rồi ha. Thì trong giai đoạn vừa rồi mà nếu anh chị nào nắm giữ với cái mã SHB này mà theo em thì em cũng xin chúc mừng anh chị. Và để tham gia lại với cái mã SHB này thì các anh chị hãy chờ thêm trong một giai đoạn nữa ha. Nếu mà có điểm mua thì em sẽ thông báo cho các anh chị sau. Còn hiện tại cái mã này em đã chốt lời được rồi ha. Rồi, tiếp theo em xin đi qua một vài mã ngân hàng tiếp theo như là OCB này. OCB thì hiện tại chúng ta quan sát thêm ha. Thì hôm nay thằng OCB nó tăng khoảng là 2,69%. Hôm nay thằng OCB tăng khoảng 2,69%. Thì để tham gia lại với cái mã này á thì các anh chị nên chờ ha. Chờ mà khi nào thằng OCB này mà nó vượt đỉnh cũ của nó vượt khoảng giá khoảng 26 thì anh chị có thể tham gia lại với cái mã OCB này. Tiếp theo là mã TIBank. TIBank thì hiện tại nó đã bứt sau một giai đoạn mà nó sideways tích lũy như thế này, thì hiện tại thằng TIBank này nó đã bứt ra được cái chiếc hộp như này, nó bứt ra được cái chiếc hộp chủ nhật như thế này, và tiền lớn nó cũng đã đánh với cái mã TIBank này rồi nha. Tiền lớn nó đã đánh với cái mã TIBank này rồi thì cái mã này nó vẫn còn tăng nữa, thì anh chị nào có hàng thì anh chị có thể tiếp tục nắm giữ. Còn để mua mới với mã này thì các anh chị nên chờ thêm ha. Cái mã này hiện tại nó vẫn chưa có điểm mua mới, nắm giữ thì có thể nắm giữ được nha. Cái mẻ này nó vẫn còn tăng nữa. Còn về điểm mua thì các anh chị nên chờ thêm về mẻ này. Tiếp theo là mẻ SGB. Mẻ SGB là một cái mẻ em không đánh giá quá cao, tại vì cái lượng cung cầu với cái mẻ này nó khá là bao cung, nghĩa là cái độ rủi ro với cái mẻ này nó khá là cao. Hiện tại cái mẻ này chúng ta quan sát thêm, chứ mà để tham gia thì em không đánh giá cao ha. Tiếp theo là mẻ NVB. NVB thì hiện tại nếu anh chị nào có hàng thì anh chị có thể tiếp tục nắm giữ ha. Cái mã này thì gọi là về cái lượng thanh khoản cũng như là cái lượng tiền lớn của nó, thì hiện tại cái mã này nó đã có cái lượng tiền lớn đã đánh rồi, nghĩa là các cái ông tổ chức cũng như là các ông cái mập á nó chấp nhận là nó đánh lại với mã này rồi. Thì mà để tham gia lại an toàn với mã này thì anh chị nên chờ nó vượt vùng giá là khoảng vùng giá 18.5 thì anh chị có thể đánh lại với cái mã này. Hiện tại thì anh chị quan sát thêm ha, mã này nếu nó vượt 18.5 thì anh chị có thể đánh lại. Tuy nhiên cái mã NVB này em là một cái mã em quan sát là chính ha, chứ để tham gia lại với mã này thì em vẫn chưa chưa đưa vào cái list mà để tham gia lại với mã này ha.
Tiếp theo là mảng ECB. ECB thì nó sau một giai đoạn mà nó tích lũy đây, sau một giai đoạn mà nó tích lũy như này, đây sau một giai đoạn mà nó dao động trong một cái biên như thế này, thì để hiện tại á, thì hiện tại thằng ECB nó đã vượt vượt qua được cái biên như này và nó bước ra khỏi như này rồi ha. Thì anh chị nào khang thì anh chị có thể tiếp tục nắm giữ. Và là về cái điểm mua với cái mảng ECB này thì hiện tại nó vẫn chưa có điểm mua. Về điểm mua thì hiện tại nó vẫn chưa có ha. Cả hàng thì cứ có thể tiếp tục nắm giữ được. Cái mảng này với mục tiêu của em trong năm nay thì trước mắt của nó là có thể lên được vùng giá 40 ha. Cái mảng này chị yên tâm nắm giữ thôi, chứ việc trong giai đoạn thì vẫn chưa có gì phải bán với cái mảng này. Tiếp theo là mảng HD Bank. HD Bank là một ngày hôm nay nó đóng một cái nến khá là xấu, không phải là quá xấu, nhưng mà ngày hôm nay gọi là cái áp lực chốt lời với cái mã HD Bank này thì nó vẫn còn, nghĩa là cái mã HD Bank này cái lượng chốt lời của nó vẫn còn khá là nhiều. Thì hiện tại cái mã này nó vẫn chưa xấu, anh chị nào có hàng thì chị có thể tiếp tục nắm giữ. Tại vì sao? Tại vì thằng HD Bank nó vừa trải qua một giai đoạn tích lũy khá là lâu, đây nó tích lũy khá là lâu trong cái vùng biên như thế này. Và đây là một cái phiên gọi là một cái phiên tiền vào của nó, đây một tiền vào để nó đẩy giá lên. Thì hiện tại khi mà nó tăng một giai đoạn là khoảng 2 tuần gần đây, thì hiện tại rất có thể là thằng HD Bank này nó có thể một giai đoạn chững lại và nó tích lũy. Thì những giai đoạn mà nó tích lũy lại để nó test lại cái lượng cung cầu ha các chị ha, thì lúc đó là cơ hội để các chị tham gia. Thì các chị nên chờ ha, nếu mà nó siết chặt cái biên như này và cái khối lượng nó giảm dần á, nếu mà khối lượng nó giảm dần nó thấp một xíu thì lúc đó các chị có thể tham gia trở lại với mạng HD Bank này. HD Bank là một cái mã các chị nên đưa vào list quan sát để chúng ta tiếp tục tham gia trong giai đoạn sau ha. Tiếp theo là mạng MB. MB là một cái mã có nền tảng cơ bản rất là tốt. Em nghĩ là mạng MB là một cái mã có nền tảng doanh nghiệp cực kỳ tốt với các chỉ số tài chính khá là ok. Thì hiện tại cái mức hỗ trợ của MB bên dưới là cái mức hỗ trợ là khoảng vùng giá khoảng 32.5, và cái mức hỗ trợ gọi là một mức hỗ trợ cứng hơn là cái vùng đỉnh cũ nó là khoảng giá 31.5. Thì anh chị hiện tại á, anh chị có hàng thì chị cứ tiếp tục nắm giữ nha. Cái mã này nó vẫn chưa xấu, và cái mã này cái gì ha, mã này nó về vùng giá 32.5 á thì anh chị có thể mua. Và nếu mà nó về được cái vùng giá 31.5 thì anh chị mua mạnh với cái mã HB này cho em ha. Xin lỗi anh chị với cái mã MB này cho em. Tại vì cái mã này á nó giảm về hai cái vùng này thì anh chị có thể mua thêm. Tại vì cái mã này á, cái mã này gọi là cái tin tức của nó rất là tốt, cũng như là cái nền tảng cơ bản cũng như là báo cáo tài chính, kết quả lợi nhuận rất là ok rồi. Khi mà nó điều chỉnh á, nghĩa là nó sẽ điều chỉnh về cái vùng giá ok để chúng ta mua, chứ không phải là cái mẹ mời banh này là xấu đâu ha. Anh chị có hàng cứ giữ ha, có hàng cứ giữ được. Nếu mà nó về vùng giá 32.5 mà nó có những cái phiên tích lũy lại tốt, cũng như là nó có những cái phiên đỡ giá, thì các anh chị có thể mua thêm hoặc là mua mới cũng được đó, ok. Tiếp theo là mẹ CTG. CTG là hiện tại tiền lớn, cái mẹ CTG này á, tiền lớn nó cũng chỉ mới đánh với cái mẹ này thôi. Tại vì sau một giai đoạn mà nó tích lũy rất là dài như này, đấy, sau một giai đoạn mà tích lũy rất là dài như này, thì tiền lớn nó chỉ đánh vào tiền lớn nó mới chỉ đánh vào cái phiên này thôi. Thì các chị nghĩ đi, nếu mà tiền lớn nó chỉ đánh mới, nó đánh về cái phiên này thì nó có đủ để nó phân phối lượng hàng của nó không? Nghĩa là nó sẽ còn đánh lên một giai đoạn nữa thì nó mới có thể phân phối cái lượng hàng của nó được. Tại vì cái vùng gom hàng của thằng CTG là một cái vùng gom hàng rất là lâu, một cái vùng gom hàng rất lâu trong một giai đoạn rất là dài như này. Thì hiện tại nó đánh lên thì nó sẽ còn đánh lên nữa. Để tham gia thì anh chị có thể mua với mạng CTG này khoảng giá 46 đến giá 47 ha. Các chị mua thăm dò trước, để mua gia tăng thì các chị nên chờ thêm. Nếu mà chị thích với cái mã CTG này, tại vì mã CTG á là một cái mã nó càng giảm thì chúng ta càng mua, hoặc nó càng giảm càng mua, tại vì cái mã CTG là một cái mã ngân hàng nhà nước, mã đánh giá rất là cao, tại vì cái nền tảng cơ bản của nó thì không có điểm gì mà phải chê ha. MSB thì nó vẫn đang giữ trend khá là tốt, có nghĩa là về cái trend xu hướng của nó thì nó vẫn đang nằm trong một cái xu hướng tăng khá là tốt. Thì anh chị nào có hàng thì anh chị có thể tiếp tục nắm giữ với cái mã HB, với cái mã MSB này. Thì để mua mới với cái mã MSB này á, thì một thì các anh chị nên chờ nó cập nhật, nó có những cái biên tích lũy đi ngang như này, đi ngang siết chặt và với khối lượng nó giảm dần. Còn hai là thì các anh chị có thể canh bắt về cái trend xu hướng đó. Nếu mà nó giảm về cái trend xu hướng như thế này đó, thì các anh chị canh bắt về dưới cái vùng này, sau đó nó bật lên lại đó, thì để các anh chị có thể bắt với cái mã MSB này. Theo hai cái kịch bản đó ha, theo hai kịch bản bạn đó thì các anh chị có thể bắt thêm. Tại vì với cái mã MSB là một cái mã đánh về trung về dài, thì với cái mức giá 23.2 này là một cái mức giá vẫn còn khá là rẻ ha, thì em đánh giá vẫn còn là khá rẻ với cái mã MSB này. Tiếp theo là mã Vietcombank. Vietcombank là hiện tại Vietcombank hôm nay nó giảm khoảng gần 1%. Thì hiện tại Vietcombank thì các anh chị có thể canh về nó về cái vùng khoảng giá 93-94, thì anh chị có thể canh bắt đáy với cái nhịp hồi của nó. Còn để mà với cái quan điểm của em, và gọi là để đánh với những cái mã ngân hàng á,
Cái mã Vietcombank là một cái mã em không thích đánh, tại vì cái mã này nó đánh khá là chậm ha. Nếu anh chị thích thì anh chị có thể đánh với khoảng giá vùng giá là 9394, thì vùng giá 9394 thì các anh chị có thể canh bắt đáy của nó, bắt có nghĩa là bắt đáy dưới này, chúng ta canh chúng ta có thể ăn 5-7% gì đó với cái nhịp hồi của nó. Còn để mà đánh dài với mã còn là để mà đánh với mã này thì với quan điểm của em thì em rất ít khi đánh với mã Vietcombank này ha, tại vì nó khá là nặng mông, mà nặng mông thì nó sẽ chôn vốn của chúng ta khá là nhiều. Tiếp theo là mã an bình AB, thì hiện tại anh chị cái nào có hàng thì anh chị cứ giữ ha. Mục tiêu ngắn hạn với mã này là khoảng giá 20. Tiếp theo là mã VB. VB thì nó chạy thì nó cứ chạy thôi. Hôm nay mặc dù khối lượng của thằng VB Bank nó khá là cao, nhưng mà vào cuối phiên các anh chị để ý kỹ cái nến của nó này, vào cuối phiên nó vẫn có một áp lực đỡ, coi như là nó cái mã này á nó vẫn có lượng tiền nó đỡ giá, nó coi như là nó kê lệnh mà nó đỡ giá với cái mã này, thì anh chị nào có hàng thì chị có thể tiếp tục nắm giữ ha, tiếp tục nắm giữ. Anh chị có thể nâng cái mức chặn lại với cái mã VB Bank này lên khoảng giá 64.5 đến giá 65. Nếu nó thuận vùng này thì các anh chị có thể chốt lại bớt ha. Chúng ta chốt từ từ ha, chúng ta có thể chốt 30% này, 50% này, chúng ta chốt từ từ chứ các anh chị không nên chốt hết một lần. Tiếp theo là mã BIDV. BIDV thì hiện tại nó vẫn đang nằm trong một cái kênh dưới. Kênh dưới nghĩa là sao? Kênh dưới có nghĩa là sau một giai đoạn mà nó tăng lên nó tạo đỉnh này, sau đó nó rũ xuống, và hiện tại nó vẫn đang nằm trong một cái kênh mà gọi là nó chưa về cái đỉnh cũ nó, gọi là kênh dưới hoặc là kênh giữa cũng được ha, nghĩa là nó vẫn đang nằm dưới cái đỉnh cũ của nó. Thì anh chị nào có hàng BIDV á thì em nghĩ với quan điểm của em thì anh chị nên chốt, các anh chị nên cắt để chuyển sang những cái mã cổ phiếu mà nó nhạy hơn, có nghĩa là cái độ nhạy giá của nó ok hơn, cái tỷ suất sinh lời của cái mã đó, của những cái mã khác nó sẽ ok hơn với mã BIDV này. Các anh chị chờ một xíu ha. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Rồi tiếp tục với cái mã BIDV, thì BIDV là một cái mã em không nói là nó xấu, nhưng mà để đánh với cái mã này á thì cái mã này em đánh giá nó khá là chậm ha, nó khá là chậm nha, thì nó sẽ làm chôn vốn của các anh chị khá là nhiều, vậy nên các anh chị nên cắt với cái mã BIDV này để chúng ta chuyển sang những cái mã khác mà nó khỏe hơn ha. Đó là với quan điểm của em thôi, còn tùy vào cái quan điểm đầu tư của anh chị. Với quan điểm của em là như thế. Tiếp theo là mã Techcombank. Techcombank thì sau một giai đoạn mà nó tích lũy khá là lâu như này. Đó, sau một giai đoạn mà tích lũy, một cái vùng tích lũy của nó là cái vùng như này. Đó thì nó đã có những cái phiên đẩy tiền, đó những cái phiên đẩy tiền, nghĩa là cái tiền lớn đánh với cái mã này khá là nhiều. Nghĩa là cái lượng tiền lớn nó đánh với cái mã này thì nó đang đổ vào dần rồi. Thì những cái phiên như gần đây này là không phải là cái phiên phân phối đâu các anh chị. Tại vì trong một giai đoạn mà nó gom hàng như thế này á thì em thử xem là để nó tăng thử bao nhiêu phần trăm. Đây từ cái điểm này. Thì hiện tại Techcombank á hiện tại nó chỉ tăng khoảng là 15% thôi. Thì trong một giai đoạn mà các cái tổ chức nó đánh á, gọi là 15% là quá ít cái gì ha. Trong một giai đoạn mà tổ chức nó đánh lên một cái cơn sóng á thì nó sẽ đánh khoảng là 60-70%, hoặc là có thể là 100% thì nó mới có thể dừng lại. Còn trong giai đoạn này thì nó gọi là những phiên mà đỏ như thế này á chỉ là những phiên test cung cầu, để rồi cũng như là nó dụ cái lượng hàng mà các chị nào đu theo, nghĩa là cái nếu mà các chị đu theo á, nó dụ đỏ như thế này để xem các chị bán không. Nếu mà chị bán thì nó sẽ tiếp tục nó hấp thụ cái lượng hàng của các chị, sau đó nó sẽ đẩy giá lên tiếp. Vậy trong gọi là nếu anh chị nào mà theo dõi kỹ á, thì trong một giai đoạn tăng giá của cái mã cổ phiếu thì nó liên tục nó sẽ xảy ra những cái phiên mà đổ hàng như thế này, thì sau đó nó mới sẽ đánh lên một giai đoạn phía sau. Vậy nếu anh chị nào có hàng với cái mã Techcombank á thì anh chị cứ tiếp tục nắm giữ cho em, cái mã này vẫn chưa xấu đâu, mã này vẫn chưa xấu ha. Thì cái gọi là để tham gia lại với cái mã Techcombank này á thì các anh chị có thể tham gia lại trong khoảng là 1-2 phiên nữa ha. 1-2 phiên nữa nếu mà thằng Techcombank này nó giữ được trên cái vùng giá khoảng giá 47, vùng giá 47 ha, và với khối lượng cạn dần thì anh chị có thể tham gia thăm dò với cái mã Techcombank này thì nó vẫn rất là ok, tại vì cái vùng đánh với cái mã Techcombank này thì nó vẫn còn nha, chứ nó không chỉ dừng lại trong một giai đoạn như thế này đâu. Tiếp theo là mã STB. STB thì sau một giai đoạn tăng khá là nóng của nó, đây lượng tiền lớn tham gia này, đây tiền lớn tham gia này, thì trong một giai đoạn vừa rồi thì nó cũng lại tăng khá là nóng, thì thằng STB này á thì anh chị có thể nâng cái mức chặn lại với cái mã này lên khoảng giá 25 đến khoảng giá là 25.5. thì nếu mà nó thủng như thế này á mà nó bật lên thì các chị mua thêm, còn nếu mà nó thủng cái vùng này mà nó lủng xuống luôn á, nó nghĩa là nó thủng xuống luôn, thì anh chị có thể chốt bớt để khi mà nó về cái vùng dưới này thì chúng ta có thể cover lại ha. Tiếp theo là mã VIB. VIB thì hiện tại nó vẫn đang nằm một cái trong một cái form tăng giá, nhưng mà cái mã này nó đã tăng quá nóng rồi. Cái mã này hiện tại có hàng cố giữ và chúng ta canh chốt lời ha. Chứ mà cái mã này thì nó đã tăng quá lớn rồi, để tham gia thì nó sẽ khá là rủi ro. Tiếp theo là mã Liên Việt. Liên Việt thì anh chị có hàng thì anh chị có thể tiếp tục nắm giữ và có thể nâng cái mức chặn lại với cái mã này lên là khoảng giá 22. Nếu mà nó về vùng này mà nó có những phiên đợi giá tốt á thì anh chị có thể mua thêm. Còn về vùng này mà nó gọi là nó áp lực bán nó nhiều á thì anh chị có thể chốt bớt để chúng ta gọi là để chúng ta có thể mua lại trong giai đoạn sau ha. Tiếp theo là mã BVB.
BB thì hiện tại vẫn chúng ta vẫn tiếp tục quan sát, còn để mà đánh lại với hôm nay thì vẫn chưa ha, chúng ta quan sát thêm thôi. Tiếp theo là mã Kim Long Banh. Kim Long Banh á thì hiện tại như em dự đoán thì thằng Kim Long Banh đã quay về để nó tìm cận về, gọi là để nó backtest lại cái vùng đỉnh cũ của nó. Thì hôm nay thằng Kim Long Banh nó gặp áp lực bán rất là nhiều, áp lực bán rất nhiều ha. Thì để tham gia lấy với cái mã này thì nó vẫn vẫn cần thêm một cái khoảng thời gian khá là lâu nữa. Có nghĩa là nó phải cần từ khoảng là từ 4 à từ khoảng từ 5 đến 7 phiên để nó test lại cùng cái lượng cung cầu quanh cái vùng đỉnh như thế này, sau đó mới có thể đánh lại. Về tổng quan với cái mã này á thì mã này vẫn chưa xấu nha, cái mã này là vẫn chưa xấu, nhưng mà để tham gia cũng như là để mua gia tăng cũng như là để mua mới với mã này thì hiện tại vẫn chưa khuyến nghị. Rồi tiếp theo là các mã chứng khoán ha, chúng ta cùng nhìn nhanh thôi. Thì hôm nay thằng MBS thì nó chia, hôm nay thì là cái ngày giao dịch không hưởng quyền của nó, thì hôm nay mở phiên thằng MBS nó tăng trần luôn. Nó tăng trần ha. Cái mã này anh chị có hàng chị có giữ thôi, tại vì cái mã này á thì nó chia cổ tức. Cái mã này nó chia cổ tức ha. Thì hiện tại mức giá của nó sau chia cổ tức của nó là khoảng mức giá là 21.6. 21.6 với mã này. Tiếp theo là mã BSI. BSI thì hiện tại anh chị có thể tiếp tục theo dõi thôi. Cái mã này gọi là để tham gia lại á thì vẫn chưa tham gia lại thì vẫn chưa thể tham gia lại với mã này ha. Cái mã này để tham gia lại á thì chỉ có thể chờ nó vượt cái vùng giá khoảng giá 16.5 thì mới có thể tham gia lại với mã này. Tiếp theo là mã FTS. FTS thì hiện tại nó đã chạy quá nóng rồi, tại vì tiền lớn nó đánh với cái mã này khá là nhiều rồi, thì anh chị để tham gia lại với cái mã này thì anh chị nên chờ nó có những cái vùng cân bằng. Vùng cân bằng nghĩa là nó sẽ đi ngang để nó test lại cái lượng cung cầu là từ khoảng 4 đến 5 phiên thì sau đó mới chúng ta mới có thể tham gia lại được ha. Rồi tiếp theo là mã SI. SI thì hiện tại nó đang tiềm cận về cái vùng đỉnh cũ của nó, đỉnh cũ của nó ha. Thì SI trong những cái phiên trong một giai đoạn tới á thì em nghĩ là chính khoảng là từ 80 đến 90%. Thì SI đó có thể là nó sẽ đánh vượt đỉnh nha, thì nhiều khả năng thì SI nó có thể là đánh vượt đỉnh luôn. Thì nếu mà thằng SI này mày năm nay mà nó đánh được, có nghĩa là đánh vượt được vùng giá 36.5 thì chị có thể mua với mã này ha. SHS cùng vậy thì anh chị nào có hàng thì chị có thể tiếp tục nắm giữ, còn để mua mới hay mua gia tăng á thì chị nên chờ nó về vùng giá 32.5 thì chị tham gia. Ở các mã nhỏ như là EBS nè, EBS hiện tại vẫn chưa tham gia ha. VCI thì hiện tại có hàng nắm giữ thôi, điểm mua thì vẫn chưa. VCI VND nè, VND thì chị quan sát thêm ha, thì để mua mới thì chị nên chờ thêm, để mua mới thì nên chờ thêm. Mã này thì vẫn có thể nắm giữ được, mã này vẫn chưa xấu. EGR thì vẫn đang giảm khá là sâu, vẫn chưa tham gia được. BVS. BVS thì hiện tại nó đang có dấu hiệu tạo đáy như này, nó đang có dấu hiệu tạo đáy như này. Để tham gia thì vẫn chưa tham gia được với mã này ha. Vẫn chưa tham gia được với mã này. TVC. TVC thì vẫn đang giảm khá là sâu rồi. CTS. CTS hiện tại vẫn chưa tham gia được ha. Để tham gia lại với cái mã này thì anh chị nên chờ nó vượt cái những cái vùng như thế này này. Vượt những cái vùng như thế này thì anh chị mới có thể tham gia lại được. HCM thì anh chị có hàng có giữ ha. Cái mức chặn lại với cái mã HCM là khoảng giá 34 ha. Thuận giá 34 thì chúng ta chốt lời với mã này. VDS thì anh chị nên chờ ha. Chờ mà nó vượt 16 thì anh chị có thể tham gia. TVB. TVB hiện tại vẫn đang nằm trong một xu hướng giảm ngắn hạn của nó. Mã này theo dõi thêm thôi, vẫn chưa tham gia lại được. SB thì hiện tại vẫn chưa tham gia ha. Những cái mã như thế này á thì anh chị nên chờ nó vượt cái vùng đỉnh cũ của nó thì tham gia nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. VIX thì sau một giai đoạn điều chỉnh của nó thì hiện tại nó vẫn đang nằm trong một xu hướng điều chỉnh ngắn hạn thôi. Để tham gia lại với mã này thì anh chị nên chờ thêm. Các cái mã ngành chứng khoán á thì để tham gia về cái xét về các cái góc độ về rủi ro này, về nền tảng doanh nghiệp này, về gọi là về phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật cũng như là gọi là về cái độ an toàn á, thì để mà tham gia với cái mã ngành chứng khoán thì các anh chị nên tham gia các cái mã như là MBS này, MBS, SSI, SHS, VCI, VND. Cũng như là HCM, thì đó là những cái mạng ngành chứng khoán mà các anh chị nếu mà xét cái góc độ cũng như là phân tích kỹ thuật cũng như là phân tích cơ bản cũng như là về cái độ rủi ro của nó thì đó là năm mạng ngành mà thì các anh chị nên tham gia khi mà các anh chị gọi là đánh những cái mạng chứng khoán ha. Rồi tiếp theo em xin đi nhanh qua một cái vài mạng ngành thép thôi. Ngành thép thì trong giai đoạn này chúng ta canh chốt là chính, chứ để mua thì nó sẽ khá là khó, tại vì thép trong giai đoạn vừa rồi á nó đã tăng khá là nóng rồi, nó tăng khá nóng mà cái giai đoạn này thì chúng ta canh chốt lời thôi, chứ để mua thì vẫn nên chờ, anh chị nên chờ một giai đoạn nữa ha. Nếu mình mua được với những cái mã thép như là HSG này, HBG này thì hiện tại nó vẫn đang nó đã có những hiện tượng chốt lời tương đối, có hàng thì có giữ được ha, có hàng thì các anh chị có thể giữ được. Còn nếu mà anh chị sợ mà thép hoặc là có những thông tin mà nó xấu hay là áp lực chốt lời bớt thì anh chị có thể nâng cái mức chặn lãi này lên, nâng cái mức chặn lãi lên ha. Ví dụ như cái mã HSG này anh chị có thể nâng cái mức chặn lãi của nó lên vùng giá 37. HBG thì anh chị có thể nâng cái mức chặn lãi của nó lên vùng giá 59-60. Hay là Nam Kim chỉ có thể nâng cái mức chặn lãi của nó là vùng giá như này là khoảng giá 29.5. SMC
SMC anh chị có thể nâng cái mức chặn lại của nó lên vùng giá là khoảng vùng giá 30 37.5 ha, 37.5. Hay là TVN, TVN thì hiện tại nó đã giảm khá là sâu rồi, thì nếu anh chị nào mà chưa chốt lời trên những phiên gần đây này thì anh chị có thể tiếp tục nắm giữ ha. Nếu mà chị chưa chốt thì hiện tại anh chị không nên chốt nữa, tại vì nhiều khả năng thằng TVN nó sẽ tạo một đáy dưới này nữa và sau đó nó sẽ đánh lên lại ha. TLH, các mẹ như TLH ha. TLH thì hiện tại anh chị nếu mà thuận vùng giá khoảng giá 18 á thì anh chị chốt lại được rồi với mảng này ha. Thì đa phần các cái mảng ngành thép á thì trong giai đoạn vừa rồi nó đã tăng khá là nóng rồi, chúng ta chỉ gọi là nâng cái mức chặn lại cũng như là chốt lại là chính, chứ để tham gia lại thì còn một giai đoạn khá là dài ha, còn một giai đoạn khá là dài, có thể là khoảng một hai tuần nữa thì chúng ta có thể tham gia lại với cái mảng ngành thép nếu mà nó tích lũy tốt cũng như là có những cái phiên test cùng đợi giá tốt với những cái mảng như thế này. Rồi chúng ta cùng nhìn đi nhanh qua một vài mảng ngành bất động sản ha, em chỉ đi nhanh qua một vài mảng thôi. Vinhome, Vinhome ngày hôm nay nè, đầu phiên nó một cái gap rất là lớn và nó tăng, đôi lúc thằng Vinhome nó tăng lên được cái vùng là khoảng vùng 103, 104 luôn, nhưng mà sau đó nó gặp áp lực chốt lời khá là mạnh với cái mã Vinhome này. Thì để tham gia lại với mã này á thì anh chị nên chờ ha. Nếu mà anh chị đánh dài thì khoảng giá 100 á, khoảng giá 100 thì các anh chị có thể gom dần với cái mã Vinhome này rồi. Còn để mà gọi là cái xác suất rủi ro nó cao hơn hoặc là nó thấp hơn á thì anh chị nên chờ thằng Vinhome này nó vượt vùng giá khoảng giá 105 đến giá 108 thì anh chị có thể tham gia lại với mã Vinhome này. ETC, ETC thì nó đang có dấu hiệu tạo đáy dưới này thì mã này các anh chị quan sát thêm ha. Mã này hiện tại vẫn chưa tham gia lại được. Novaland, Novaland thì sau những cái phiên mà điều chỉnh của nó thì nó tăng khá là tốt, thì cái mã này nó có game rồi, nó chạy thì nó cứ chạy miết thôi. Còn để tham gia thì mã này vẫn gọi là nó đã hết điểm tham gia với mã này rồi. NDN, NDN thì nó vẫn đang có dấu hiệu tạo đáy này thì chị mã này anh chị có thể anh chị có thể đưa với cái mã này vào danh sách quan sát ha. Mã này hiện tại vẫn quan sát thôi, chưa để tham gia thì vẫn chưa. FLC, FLC hàng của anh Quyết thì hàng Quyết thì trong giai đoạn này thì vẫn đang trong một giai đoạn điều chỉnh ha. VRE, VRE thì đang có dấu hiệu tạo đáy dưới này, đang có dấu hiệu tạo đáy dưới này thì anh chị có thể mua thăm dò trước với mã VRE này. Còn với quan điểm của em á thì em sẽ chờ, em sẽ chờ thằng chừng nào mà thằng VRE này mà nó vượt 35 á thì em mới tham gia lại được với cái mã VRE này. Tiếp theo mã Long Hậu, Long Hậu thì đang tiệm cận về cái vùng đỉnh cũ nó và nó đang có những cái phiên tết công khá là tốt. Thì anh chị nếu mà thích với cái mã Long Hậu này thì anh chị có thể mua thăm dò với mã này khoảng giá 38, 37 đến 38 ha. Rồi ok. Long Hậu, EDG, EDG thì nó vẫn đang nằm trong một xu hướng giảm ngắn hạn của nó, mã này quan sát chưa tham gia lại được. TDC cũng thế, TDC thì vẫn đang nằm trong một xu hướng giảm. EGG, EGG thì nó chạy thì nó cứ chạy thôi. EGG ngày hôm nay nó mặc dù nó giảm á, tuy nhiên vào cuối phiên vẫn có một áp lực đợi giá với cái mã này, rất là ok. Thì anh chị có hàng có giữ ha, mã này vẫn giữ được. LDG, Long Điền thì đang có dấu hiệu tạo đáy dưới này thì anh chị mã này các anh chị quan sát thêm ha. Để tham gia lại thì các anh chị nên chờ thêm. CKG, CKG thì các anh chị có thể canh nó về vùng giá 17 á thì các anh chị có thể canh bắt với mã này. Rồi lướt qua một vài mã như là ITA thì vẫn đang nằm trong một xu hướng giảm ngắn hạn của nó và nó đang có những phiên test cung như này thì anh chị có hàng thì anh chị cứ giữ ha. Nếu mà anh chị chưa bán thì có hàng thì anh chị cứ giữ ha. Nếu mà anh chị chưa bán trên những cái vùng như thế này á mà nó giảm như thế này thì anh chị có hàng thì anh chị tiếp tục giữ thêm, tại vì thằng ITA này nó đang có dấu hiệu tạo đáy như này, để tham gia mua mới thì vẫn chưa, em vẫn chưa khuyến nghị ha. HDC, HDC thì nó vẫn đang giảm khá là sâu, vẫn chưa tham gia lại được. DSG, DSG thì nó đang tiệm cận về cái vùng đỉnh cũ của nó thì thằng DSG này á nó đánh khá là khó chịu, tại vì nó những anh chị mà nào mà nắm giữ với cái mã DSG này á thì nó bị chôn vốn khá là lâu trong giai đoạn vừa rồi. Thì để tham gia lại với mã này thì các chị nên chờ ha. Nó vượt vùng giá 26 thì chúng ta mua. Có hàng có giữ được cả nhà, DSG có hàng giữ được, nhưng mà để mua mới á thì chị nên chờ vượt 26 thì chúng ta mua ha. SJC thì nó đã khi mà chừng nào mà nó vượt cái cản này thì chị có thể tham gia lại ha. Chừng nào nó vượt cái cản là khoảng giá 36 37 á thì mới có thể tham gia. KDH, KH thì sau khi mà nó tiệm cận về cái vùng đỉnh cũ nó thì nó có những phiên test cung, tuy nhiên khối lượng á, thì trong giai đoạn này thì vẫn hơi cao á. Để tham gia mua mới hoặc là mua gia tăng với mã này thì các anh chị nên chờ khối lượng mà nó thấp như những cái phiên bên này thì mới có thể tham gia ha. CEO, CEO thì hiện tại nó đang có dấu hiệu tạo đáy, mua mới thì vẫn chưa. Nam Từ Liêm cũng vậy, Nam Từ Liêm thì nó vẫn đang nằm trong một cái xu hướng giảm ngắn hạn ha. DG, DG cũng tương tự như thằng DG rồi, DG thôi. Thì hai thằng này cái cách đánh của nó khá là giống nhau. Đây, thằng DG này, đây là cái biểu đồ của thằng DG. Thì và đây là cái biểu đồ của thằng DG, nghĩa là hai cái mã này á, cái cách đánh của nó khá là giống nhau. Thì DG thì hiện tại có hàng giữ được đó nha. Hiện tại có hàng giữ được, còn để mua mới hay là mua gia tăng thì anh chị nên chờ nó vượt 32 chúng ta mua ha, vượt 32 mua. KBC, KBC thì hiện tại nó đang tiệm cận về cái ngưỡng hỗ trợ của nó bên dưới là khoảng giá 33.5 ha. Nếu mà thuận giá 33.5 thì sẽ khá là xấu.
Hoặc hay sẽ 6 HDG. Hà đô thì anh chị chừng chờ ha, chừng nào mà thằng Hà đô này nó vượt lên giá khoảng giá 4344 thì anh chị mới có thể tham gia lại được. Nam Long ngày hôm nay gặp áp lực bán khá là mạnh, thì anh chị nào có hàng, nếu anh chị có lại với mã này thì anh chị nên canh chốt ha. Mã này vẫn chưa tham gia lại được, mã này vẫn chưa tham gia lại được ha. Có hàng nên canh chốt về mã này. Để tham gia lại với mã này thì các anh chị nên chờ một giai đoạn nữa. Tại vì cái mã này thì em đánh giá về nền tảng của bạn, từ cơ bản của nó thì nó khá là tốt ha. À rồi, thì em xin đi qua một vài mã như thế thôi. Thì nếu mà anh chị nào muốn đồng hành cũng như là trở thành khách hàng của em trong năm VIP thì anh chị cứ liên hệ với em qua số điện thoại là Zalo của em ha, là 0387931289, hoặc là anh chị có thể làm theo các cái hướng dẫn bên dưới phần mô tả bên dưới video này. Các anh chị chờ một xíu ha. Đây, các anh chị có thể làm theo các hướng dẫn ở bên dưới phía video, thì em sẽ sau đó các anh chị nhắn tin cho em thì em sẽ hướng dẫn các anh chị vào trong VIP ha. Rồi, thì em cũng xin cảm ơn anh chị rất là nhiều đã xem cái video của, em xin cảm ơn anh chị rất nhiều đã xem cái video của em ngày hôm nay. Thì em xin chúc anh chị có một buổi tối tốt lành, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình ha. Và hẹn gặp lại các anh chị trong những cái video sắp tới. Xin chào anh chị.